sẽ nghỉ khoảng tầm 3 tuần không tập. Hôm nay mình sẽ tập cho anh em để xem đến sức của mình có tập được những bài mà của anh Chris Heria không. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu tập những cái bài đấy. Sẽ có 5 bài, thì mình sẽ ghép video vào nhau. Ok, đầu tiên grip on your hand and keep your feet as straight as possible the entire time, engaging your back. Hard your chest, come right back down, maintaining that perfect form and nice and controlled back into an L sit. Thank you.
của anh em với những bài tập. Anh em có thể bình luận bên dưới. Anh em nào chưa đạt, ok.